Chiều ngày 31 tháng 12, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Thoa, tỉnh ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể của huyện, chủ tịch các công đoàn cơ sở trong huyện. Năm 2021 được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và công đoàn cấp trên phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn huyện Vĩnh Tường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công đoàn huyện đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà liên đoàn lao động huyện Vĩnh Tường đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2021 để thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 đồng chí yêu cầu liên đoàn lao động huyện làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục vận động công nhân viên chức và người lao động thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước nhất là nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 đến 2025 quan tâm chăm lo lợi ích thiết thực chính đáng của đoàn viên công đoàn lưu ý chăm lo tết cho công nhân lao động theo kế hoạch của liên đoàn lao động tỉnh tăng cường chỉ đạo hoạt động phòng chống dịch covid 19 tại cơ quan doanh nghiệp tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu xây dựng huyện Vĩnh Tường xanh sạch đẹp, văn minh, đáng sống, vân vân. Với những thành tích đã đạt được trong năm 2021, nhiều tập thể và cá nhân đã được liên đoàn lao động tỉnh, liên đoàn lao động huyện Vĩnh Tường tặng cờ thi đua, bằng khen và giấy khen.